Chào anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Trong thời gian sửa nhà thì hàng trưng bày của Bảo và hàng cũ này, hàng bãi rất là nhiều nha anh chị. Bảo sửa nhà nên là hàng trưng bày nó bụi bặm rất là nhiều. Hôm nay thì Bảo sẽ sell một số mặt hàng cho anh chị xem nha. Hàng trưng bày mới này, có hàng cũ, có hàng bãi Nhật có. Rồi bây giờ Bảo sẽ đảo ngược camera lại rồi đi một vòng cho anh chị xem nha. Anh chị thích mua món nào thì có thể liên hệ cho Bảo nha. Rồi bây giờ Bảo sẽ sơ lược một vòng quanh của nhà Bảo nha. Hàng trưng bày, hàng sale đồ rất là nhiều nha. Anh chị muốn mua sản phẩm nào thì có thể liên hệ cho Bảo nha. Đầu tiên là những con máy mài hàng trưng bày nha anh chị. Hàng mới không á, chưa có sử dụng lần nào nha anh chị. Rất là nhiều nha. Nhiều thương hiệu khác nhau. Máy mài Matex này, Boss này, FEG tùm lum hết anh chị ạ. Máy mài rất là nhiều nha. Rồi tiếp đến là máy khoan Boss Trung Quốc, Matex này, TPC, hầu như là rất là nhiều nha, có cả Matex xịn luôn anh chị ạ. Rồi đây là một số máy bắn vít 10 ly nha anh chị, Mata, Matex, Boss rất là nhiều. Rồi tiếp theo Bảo sẽ hướng lên trên. Đây là trước đây là có ba con máy quậy bột nè anh chị. Hàng Mata xịn này, hàng Halosi và hàng Master đều là hàng chính hãng hết nha anh chị. Rồi hướng lên trên là có một số máy cắt gỗ này, máy sấy nhiệt, khò nhiệt á. Rồi đặc biệt là dư một số hàng thân bù lông pin nha anh chị nào mà muốn mua thì có thể liên hệ cho Bảo này. Rồi 3-4-5 con máy máy cắt này là hàng nội địa Nhật nha anh chị, hàng bài á, nhưng mà Bảo đã chuyển điện lên hết rồi. Rồi hai cây máy đầm dùi và hai cây bơm chìm hàng nội địa Nhật cực kỳ là mới luôn nha anh chị. Giá của hai con này thì Bảo sẽ để cho anh chị là 900.000. Và ba cây cắt sắt Bảo sẽ hướng cho anh chị xem, ba cây cắt sắt còn dư lại sửa nhà nha. Rồi bây giờ Bảo sẽ vào chương trình sale tối ngày hôm nay nha anh chị. Đầu tiên Bảo sẽ sale cho anh chị một con máy hàng đầu tiên nha anh chị. Đưa xa xa ra một tí. Con máy hàng này là hàng trưng bày của nhà Bảo nha anh chị. Có mã là ARC200N, thương hiệu Kenmax. Con này Bảo sẽ sale cho anh chị là 950.000, giá bán của Bảo là 1.100.000 tặng nha anh chị, là kiếng hàng điện tử nha, một con duy nhất nha anh chị. Nó có bụi rất là nhiều này, về là Bảo cũng chưa rảnh để vệ sinh nó cho nó sạch, nhưng mà hàng mới 100% nha. Giá 950.000 bao ship tận nhà cho anh chị, một con duy nhất, phụ kiện là full nha, full đầy đủ cho anh chị luôn. Rồi tiếp theo là ba con máy quậy bột đi. Những con máy này là cửa hàng Bảo là đều là trưng bày hết nha anh chị, không có hàng cũ xài rồi đâu nha. Con nào xài rồi Bảo sẽ nói là xài rồi. Rồi con máy mài máy đánh bột Master, con này công suất là vòng tua là tua chậm nha anh chị. Con này là Bảo sẽ đưa cho anh chị xem này. Công suất của máy là 1200W nha. Con này Bảo sẽ để cho anh chị là 650.000 bao ship cho anh chị luôn. Những con này là đánh bột mạnh, cực kỳ là mạnh luôn nha. Cực kỳ là khỏe luôn. Ok, qua luôn. Rồi con quậy bột thứ hai là con Makita xịn. Đây, một sản phẩm hàng xịn nha, chưa vệ sinh gì hết. Con này Bảo sẽ để đánh chị là 650.000 bao ship. Anh thợ nào mà xài hàng công trình mà thích hàng xịn thì mua những sản phẩm như thế này cực kỳ là êm luôn. Có đèn báo đầy đủ cho chúng ta luôn, quá tuyệt vời luôn, hàng xịn. Những con này là Bảo sẽ đóng gói kỹ lưỡng cho anh chị full cần luôn. Con thứ ba là con Halosi. Rồi ba con thôi, con này Bảo sẽ để cho anh chị là 400. Hàng cực kỳ là mới luôn nha, 400.000 bao ship tận nhà cho anh chị luôn, hàng mới tinh luôn. Rồi con này chắc có lẽ là đứt dây rồi anh chị à, nhưng mà anh chị mua về thì Bảo sẽ làm dây lại nha. Hồi sáng test được, sau giờ lại test không được rồi, đứt dây rồi anh chị à. Rồi con tiếp theo là con máy mài công tắc bóp thương hiệu Master. Con này là 450.000 bao ship, tay dài nha anh chị. Rồi chổi thang đầy đủ cho anh chị luôn. Wow, chạy khá là mạnh mẽ. Rồi công suất của máy đưa lên cho anh chị xem luôn. Con này công suất của máy là 980W nha, công suất cực kỳ là lớn luôn nha. Máy khá là đẹp, chạy cũng rất là mạnh nha anh chị. Con tiếp theo là con máy mài tay ngắn của sản phẩm Gomgi. Bây giờ Bảo sẽ đọc từng số một cho anh chị xem nha. Con này là con đầu tiên đi, thương hiệu Gomgi. Con này là công suất cũng rất là lớn nha, cực kỳ là mạnh luôn, khá là khỏe nha. Rồi máy này 100% là dây đồng nha anh chị. Con này là bảo hành 6 tháng đầy đủ cho anh chị luôn. Rồi anh chị nào mà muốn mua sản phẩm này thì Bảo sẽ đọc số cho anh chị dễ mua nha. Con Gomgi này là con đầu tiên đi, cho anh chị dễ mua. Mua thì liên hệ cho Bảo nha.
Rồi, máy này là công suất của máy là 900W nha anh chị, 980W chứ, cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Dây đồng 100%, rồi con số 1 qua luôn, mua thì liên hệ cho Bảo. Rồi con số 2 là thương hiệu là hàng nội địa của Trung Quốc nha anh chị, toàn là tiếng Trung Quốc thôi. Con này TPN, con này cũng 450.000 luôn nha anh chị. Công suất của máy là con này là 880W nha anh chị, sạc khá là êm nha. 100%. Rồi con số 3. Con số 3 là thương hiệu Osaka. Osaka thì Bảo cũng có làm một số dòng rồi. Dòng này là dòng chính hãng. Rồi con số 3 là thương hiệu Osaka nha anh chị. Con này giá bán là 450.000 luôn. Bao ship cho anh chị luôn. Công suất của máy là cũng khá là mạnh. Về xài gia đình công trình thoải mái nha. Những anh thợ là tranh thủ vào mua nha. Con thứ tư là con Hikari. Con Hikari này là công suất là 980W nha anh chị. Rồi Bảo sẽ test nhanh cho anh chị xem luôn nha. Tải rất là nhiều máy. Anh chị có thể thấy này, quá trời máy luôn, nên là Bảo sẽ đi sơ lược ngang qua một tí xíu thôi. Rồi con thứ tư đi qua luôn, 450.000 bao ship cho anh chị. Con tiếp theo là máy tay dài của thương hiệu là Eli nha. Con này là để làm giá đó, anh chị thấy không? Giá sale là cực kỳ là tốt luôn, cực kỳ là mềm cho anh chị mua về. Con này là 600W, công suất cực kỳ là thực nha anh chị. Công suất thực, xài rất là ok. Con ghi hồi nãy con rồi, con này thì gom ghi là con số 6 là y chang giá con hồi nãy, 450.000 thôi. Những con này thì giá nó bằng nhau rồi. Heli. Rồi con Heli này thì ngoại hình nó xấu hơn một tí xíu, để anh chị là 400 thôi. Công suất của con này là 550W nha anh chị, có thể là xài gia đình vừa phải, tay nó cũng gọn, cực kỳ gọn luôn. Rồi BSA con này là có một con thôi nha anh chị, con này là con thứ 7. Rồi con thứ 7 là con này là 450.000 này. Hàng này cũng ngon luôn này, con tốt nha. Con này là con thứ 8 nha anh chị. Rồi đặc biệt đây là có bao nhiêu con máy mài bốt đây, Bảo sẽ đếm sơ qua 2, 4, 6, 8, tầm 10 con nha anh chị. 10 con máy mài bốt Bảo sẽ để cho anh chị là 330.000 khỏi đánh số cho anh chị luôn, tại nó mới y chang nhau. 350.000 bao ship cho anh chị luôn nha. Rồi để qua hàng bốt là số 9 nha anh chị, bốt Trung Quốc. Những con này là đẹp này, màu nó khá là đẹp, nhìn y chang hàng thật luôn anh chị ạ. Hàng loại 1 nha anh chị, dây đồng 100% luôn. Bảo sale là Bảo lấy lại vốn để mà Bảo mua máy về Bảo phục vụ anh chị. Anh chị nào mà muốn Bảo làm hàng cũ thì có thể là liên hệ cho Bảo nha. Rồi con này là số 10 nha anh chị. Ski, con này ski mới đúng. Ski hai con này là hai con, giá hai con này là 450.000 nha anh chị. Những con này là xài công trình là thợ thầy xài rất là ok nha anh chị, công suất rất là lớn, 960W nha, hai con y chang nhau. Hai con rồi, số 9, số 10 nha. 11. Rồi con 11 là con TPC, hàng chính hãng luôn. Con này là 400.000 đi, bao ship cho anh chị luôn. Rồi tải rất là êm luôn. Đó, mua những con này là cực kỳ là êm này. Đây Bảo sẽ đổ cái ổ điện ra một tí xíu. Rồi tải rất là êm. Rồi công suất của con này Bảo sẽ đưa cho anh chị xem này. Công suất là 700W nha anh chị. Mua con này về chiến công trình gia đình đều là được nha. Rất là nặng tay, nhưng mà tay nó rất là nhỏ anh chị ạ. Vừa vặn cho mình xài. Rồi, những con máy khoan. Con này là con chắc là số 12 là TPC là 12 nha anh chị. Rồi những con máy khoan có hai con xấu này, hai con xấu này Bảo sẽ để cho anh chị là 320.000 đi. Những con hàng trưng bày nhưng mà Bảo sửa nhà hàng rất là bụi bặm nha. Rồi những con này là hàng trưng bày hết nha anh chị, hàng trưng bày đủ rất là nhiều, Bảo chưa có xịt bụi luôn này, thấy không? Giờ là xịt lại nha. Rồi hai con hàng cũ số 12 và số 13 nha. Số 13 rồi. bốn con. Rồi hai con đẹp là giá nó cao hơn chứ. Hai con đẹp này là hàng, này là hàng trong bì lấy ra nó đẹp, nó mới toanh luôn anh chị ạ. Hai con này là 350.000 bao ship cho anh chị luôn. Bốt là này nó ghi là bốt Malaysia nhưng mà sản xuất từ tại Trung Quốc thôi anh chị ạ. Rồi đây bốt này bốt rồi, bỏ cái nền nó hơi bẩn anh chị. Rồi con này phủi qua ghi là bốt Malaysia nha. 14, rồi 14, 15 thì hai con 14 rồi. Thôi ok, hai con 14 cũng được.
Rồi tiếp theo là những con máy bắn vít nha anh chị. Con máy bắn vít 10 ly. Rồi Bảo sẽ gom lại một lượt. Tại hôm nay là máy rất là nhiều nên là Bảo sell qua một tí nha. Rồi con Matet này Bảo sẽ sell nha, hàng mới nha, đầu 10 ly. Con này đầu 10 ly đúng không? Con này Bảo sẽ để cho anh chị là 250.000 bao ship cho anh chị luôn nha. Rồi, anh thợ nào bắn thật cao vào xem những con này là mình hốt ngay nha. Số 15. Matet con số 15 nha, Matet. Rồi tiếp theo là con 16. 16 là con Matet luôn. Con này y chang con hồi nãy, con 16 cũng là 260.000 bao ship cho anh chị luôn. 260 200 Bảo cũng quên 250 gì đó. Con 17 luôn. Con 17 luôn, Matet luôn anh chị. Rồi con này là có mã là MT606 nha, chạy cực kỳ là êm luôn. Máy là dây đồng 100% nha anh chị. Rồi công suất của máy này 450W, vòng tua là 3.000 vòng trên 1 phút nha. Matet hàng Trung Quốc nha. Rồi con này là một con hàng cũ của nhà Bảo. Số 18. Con này là số 18, 150.000 bao ship cho anh chị luôn. Đó anh chị thấy những con máy như thế này thì Bảo sale với cái giá là giá ve chai cho anh chị về là xài thôi. Chiến 1-2 công trình là đem đôi nha, 150.000 nha. Con số 18 nha, nhớ nha, 18 này, giá rẻ cực kỳ luôn. 19. Rồi con 19, thương hiệu Makita, hàng Trung Quốc nha anh chị. Con này cũng 250.000 bao ship cho anh chị luôn nha. Con này đầu 20, con 20 cũng vậy. Con 20 là thương 20. Hiệu Makita. Những con này là Bảo bán để lấy vốn thôi anh chị ạ. Tại giá sale mà, giá trưng bày nó phải khác. Con này là y chang con Matet luôn, 450W, vòng tua là mình có thể là điều tốc công tắc nha. 24 nha. Khá là xịn luôn. Con này đầu 8 ly này. Rồi, con 21. Con này không chạy. Con này là hàng trưng bày mà. Không chạy. Không chạy hả? Không chạy thì có lẽ là Bảo treo nên là nó đứt dây anh chị ạ. Con này cũng 250 luôn. Con số 17 nha. 17 đâu nữa, 20 rồi mà. 20 rồi hả? 20 và 21. Nó nhiều quá anh chị ạ, nên là Bảo nhầm. Rồi con 21 cũng 250 luôn, một loạt luôn. 22. 250.000 luôn, bao ship cho anh chị luôn. Đó, những sản phẩm Bảo sale cho anh chị là giá cực kỳ là tốt. Dịch nó đến lại rồi anh chị ạ. Rồi con 23. Số 23 nha anh chị. Rồi số 23 là một con máy robot nha anh chị, máy đầu 10 ly. Con này là 350.000 bao ship. Con này mã của nó bao nhiêu đây? Chạy khá là êm. Này là công suất của nó là, để Bảo nhìn coi, 450W nha anh chị. Rồi 350 bao ship. 24 cũng là 350.000 bao ship cho anh chị luôn nha. Rồi sản phẩm này trưng bày nhưng mà đôi lên đôi xuống, lính đôi nhiều quá gãy chân rồi, mai thay dây cho anh chị. Con này cũng là 350.000. Máy mới cáo nha anh chị. Những cái này là bụi Bảo bỏ để dưới đất này nên là nó bụi á, còn mới tinh, xà ben luôn, mới ken luôn anh chị ạ. Phải thương hiệu Bốt. Rồi con tiếp theo là con máy mà bắn vít Makita đầu tự động nha anh chị. Con này là 260 này, con này mắc cực kỳ. Đó, chạy cực kỳ là êm, công suất thì nhỏ thôi, 370W, mình bắn thật cao cực kỳ là nhẹ nhàng. Có công tắc điều tốc chỉnh tốc cho anh chị luôn này, thấy không? Mình chỉnh tốc đầy đủ luôn. Hầu như mai giờ những con Bảo bán toàn là chỉnh tốc. Rồi 26, con 26, con Fayalu, con này là mới 100%. Nhưng mà nó phay quanh cái nhà của Bảo. Đây, anh chị này, cho thử thầy nó mượn nó phay những cái cột màu vàng, anh chị thấy không? Những cái cột này, nên là phay tầm 4-5 mét gì thôi. Bảo sẽ để cho anh chị là giá là 26 đấy, 500.000 cho anh chị luôn nha. 500.000 bao ship, 26, thương hiệu Đét Tông nha anh chị. Đét Tông mới ken luôn. Con này 500 nha, một con duy nhất thôi, không có con thứ hai. Rồi qua luôn. Matet xịn 27 này. Rồi Matet xịn, con này là Matet xịn nha anh chị. Rồi hàng này hàng mới mà. Hàng Matet xịn là chạy cực kỳ là êm rồi. Rồi con Matet này có mã là 817 nha anh chị. Con này là hàng trưng bày, Bảo sẽ để cho anh chị là giá 900, để giá vốn cho anh chị luôn. Rồi con này chạy cực kỳ là êm luôn, hàng xịn mà. Rồi qua luôn. Con này còn mấy bốt luôn. Đấy, rồi, con này là con 27 nha anh chị. 4 bốt 28. Rồi 4 con bốt 28, 4 máy là 4 con máy bốt nha anh chị. Con này là 4 con, hàng nó xấu, hàng trưng bày nhưng mà hàng bụi á, Bảo sẽ để cho anh chị là 320.000 bao ship cho anh chị luôn nha. 4 con nha. 28, 4 con. Số 28.
là anh chị muốn mua 4.1 này thì số 28 nha. Rồi, số 29. Con số 29 là con TPC. Điện điện này của em. Đây, số 29 này. Con này to lắm đấy. Con này là công suất rất là lớn nha anh chị. Máy rất là to luôn, lớn hơn con này bảo sẽ để cho anh chị là 450.000 thôi. Những con này bình thường bảo bán với giá rất là cao, 650.000 rồi. Nhưng mà giờ bảo để giá 4 cho anh chị là 450.000, bao ship tận nhà cho anh chị luôn. Giá khá là mềm mại nha. Rồi con tiếp theo là thương hiệu ACZ nha. Anh chị con này là giống 1630 của Makita. Con này là chính hãng của ACZ. Con này là số 30 nha anh chị. Con này với giá bảo đang bán là cũng là 650.000 rồi đấy, nhưng mà bảo để cho anh chị là 500.000 nha, một con duy nhất thôi. 31. Số 31. Con 31 sản phẩm Matet Trung Quốc trưng bày. Nên là cái đầu nó hơi bị dơ nha. Con này là bảo sẽ để cho anh chị là 450.000 thôi. Dây đồng nha, những sản phẩm bảo lên tối hôm nay là dây đồng 100%. Máy FSG này hàng mình mua về xài gia đình thì rất là được. Bảo sẽ để cho anh chị là 250.000 thôi. Mày công tắc bóp nha, hàng này là bán hàng như kiểu là giá ve chai. Ai mà không có tiền là mua những con này. Vừa này số 31 phải không? Sao? Đây 32 này à? Này là 32 nha, FEG số 32 nha anh chị. Rồi 33. Rồi 33. Con này là cũng là con này là 300.000 nha anh chị luôn. Rồi bảo đọc công suất của máy cho anh chị luôn. Con này là 700W nha. Những con này là hàng toàn là hàng xịn thôi anh chị ạ. Con này là số 33 đúng không? 300 bao ship. Rồi 34. Con Master. Con này là bảo để anh chị là 250.000 thôi. Bao ship cho anh chị luôn, một con duy nhất. Rồi đem lùa những con máy bù lông lại đây. 34 250.000. Rồi. Đây là những sản phẩm bù lông toàn là hàng mới thôi nha anh chị. Rồi mình tranh thủ mua. Đây là có 3 con bù lông của thương hiệu Makita. Bảo sẽ để cho anh chị là ba con này, hai con bù lông Makita, bảo để cho anh chị là 650.000 nha. Thân máy không nha anh chị, 650.000 bao ship cho anh chị luôn. Hai con thôi. Rồi hai con. Rồi số 36. Khỏi số bù lông là được rồi, khỏi số bù lông là được rồi. Khỏi số giờ hết rồi đó, hết số rồi. Một thân đề quát. Một thân đề quát con này là 600 bao ship cho anh chị. Hàng này là toàn là hàng mới thôi nha anh chị, không phải là hàng xài rồi nhưng mà bảo trưng bày nó rất là bùi. Rồi. Thân vít này là bảo cho thở nó bắn nè anh chị. Con này để anh chị là xấu này để 600.000 đi, bao ship cho anh chị. Về lau nó cũng đẹp lắm. Này nó bụi bụi bạc không anh chị. Rồi, con Hitachi, con này cũng 600 bao ship cho anh chị luôn nha. Đó, con này là bụi bặm đất nó bỏ dưới lùa ghê quá, 600 bao ship cho anh chị luôn. Rồi, còn con máy DeWatt này, nguyên bộ của nó là hai pin một sạc nha anh chị. Sạc là sạc ghim. Con này bảo sẽ để anh chị là bình thường bảo 600 đúng không? Hôm nay thì bảo còn một con hàng trưng bày mới cực kỳ mới luôn, pin còn trong thùng luôn mà chưa đem ra. Con này bảo để anh chị là 500.000 bao ship cho anh chị luôn nha. Full phụ kiện đó ạ. Full phụ kiện đấy. Rồi, anh qua đây tí. Rồi bảo sẽ đi qua cho anh chị xem những con máy cắt sắt đi. À đâu, máy cưa gỗ chứ, cưa gỗ cắt gạch cho anh chị luôn. Đây, rồi đây là một số con hàng nội địa của hàng bãi nha anh chị, hàng Nhật 110 nhưng mà bảo chuyển điện lên hết rồi. Bảo máy chạy cực kỳ là mạnh luôn, nên cực kỳ luôn. Nó đế đầy đủ không mất một con ốc nha. Số 28. Rồi 38. Con này là con số 35. Số 35 nhé. Con này là Ruby số 35. Con này là bảo sẽ để anh chị là 650.000 bao ship cho anh chị luôn nha. Hàng hàng bãi đó. Rồi số 36 này. Con tiếp theo là thương hiệu Hitachi luôn. Hitachi hàng bãi, hàng 100 hàng bãi Nhật nha. Rồi tem của nó đây này, anh chị có thể là nhìn vào đó, công suất là 760W chứ. Hàng 100V nhưng mà về đã chuyển điện. Hàng nào mà chuyển điện là bảo sẽ báo chuyển điện nha, không phải là gắn chip vào là xài đâu. Anh chị có thể là khui ra. Con này là giá cũng là 650.000 bao ship cho anh chị luôn. Chạy cực kỳ là ít lửa luôn. Hàng này là chuyển điện rồi, bảo sẽ quay ổ điện cho anh chị xem này. Không có lửa luôn anh chị ạ, thấy không? Đó, chạy cực kỳ là êm luôn. Những con này là bảo còn dư một con thôi, tại bảo rất là ít làm hàng bài. Rồi con tiếp theo là Makitachi nha anh chị, hàng bài luôn. Hàng này là hàng bài chuyển điện lên hết rồi. Có lửa thì rất là ít nha, chỉ có 2 lửa thôi.
số này bảo hàng xấu quá mà, nhưng mà Rin hàng xài ngon, họ sẽ để cho anh chị là 350.000 bao ship một con duy nhất thôi. Thợ mua những con này về xài cũng rất là bền, hàng xịn, hàng bài Nhật 100%. Rồi con này là con hàng trưng bày rồi. Rồi số 38. Con này hàng trưng bày thương hiệu Makita, hàng Trung Quốc cho anh chị. Con này bảo để cho anh chị là 350.000 luôn, bao ship cho anh chị. Những con này là đều là lấy vốn lại thôi nha anh chị. Rồi con tiếp theo là con bốt này, con bốt này là hàng xịn, rồi test luôn, ghim vào test luôn. Con này là hàng xịn mới, còn nó còn đẹp nha anh chị. Con này là một con duy nhất thôi, bảo cũng chưa dọn lên, bảo cho anh chị biết luôn. Con này bảo sẽ để cho anh chị là 650.000 đi. Đó. Bốt chạy rất là mạnh nha. 650.000 bao ship cho anh chị luôn. Bốt này là con này là zin 220 luôn. Hàng zin 220. Gì đây? Bao nhiêu rồi? Con này có mã là CDM. Bao ship con này là con 39 nha anh chị. Con này là 650.000 bao ship, hàng 220 của thương hiệu Bốt chính hãng nha. Rồi còn con máy mà tay dài này, hàng nội địa này. Con này 110 đó. Con này là bảo sẽ để anh chị là 150.000 thôi. Hàng hàng bài Nhật nha anh chị, hàng zin luôn. Thương hiệu là Mitachi gì đây. Con này là hàng 110, một con duy nhất 150 thôi. Để lại cho anh chị số 40 nha. Tay dài cực kỳ là lớn nha anh chị. Con này không có thông số gì, nguyên thân là nhôm hết luôn. Hàng 110 ghi gì đây? Makita. Không Miwachi chi gì đó. Rồi con tiếp theo là con hàng nội địa của Trung Quốc nha anh chị. 41. Con này là thương hiệu là Zinvetech. Con này bảo sẽ để anh chị là 350.000 thôi. Số 41. Bao ship cho anh chị luôn. 41. 350.000 nha. Bao rồi. Ship cho anh chị luôn. Số 42. Con Ely này cũng vậy luôn. 42. Thương hiệu Ely. Hàng xe điện mới, giá cực kỳ là tốt luôn. 42. Công suất là 1200W nha anh chị. Con này giá 350.000 bao ship đó. Giá cực kỳ là tốt, cực kỳ là rẻ luôn. Qua những con máy này luôn này cho nó hết. Qua đây bảo sẽ quay qua nha. Nguyên một đống luôn anh chị ạ. À. Nhìn này, đống như đống núi luôn. Rồi, tối hôm nay thì anh chị nào có thể là mua thì có thể liên hệ cho bảo nha. Rồi, con tiếp theo là con thương hiệu hàng đất tông nha. Những con này là hàng mới không ạ. À. Nhưng mà đem ra xài được cái nào bảo cho anh chị biết luôn anh chị ạ. À. Con này bảo sẽ để anh chị là giá là 1 triệu đi, 1 triệu bao ship cho anh chị luôn. Lau xong nó mới cực kỳ luôn nha. Mới xài một công trình thôi mà nó tốt như vậy đó. Rồi, tiếp theo là con máy khoan ba chức. Chưa, anh chưa báo số. Rồi, 43. Con khoan ba chức đất tông nha anh chị, 1 triệu bao ship. Rồi con này là 950 thôi. Rồi 950 cũng được. Con này là Senkyo này. Con này cũng xài chung công trình của nhà bảo luôn. Con này bảo sẽ để anh chị là 900. Rồi lĩnh báo 900, bảo báo 900 cho anh chị luôn. Con này là mới, nếu mà lau sạch sẽ xong là mới đến 90% anh chị ạ. À. Con này là Senkyo 900 nha. Những con máy mới mà bảo đem ra xài là được bảo hành chính hãng là 6 tháng luôn anh chị ạ. À. Mới xài mấy ngày à. Số 45 đi. Rồi, con 45, con máy Matet. Con này là 300 bao ship cho anh chị luôn. Hàng xài rất là ngon, Matet xịn nha anh chị. Matet xịn 100%, hàng xài rồi, hàng cũ nhất, giá rẻ, giá cực kỳ mềm nha anh chị luôn. 46 thương hiệu là Lexia. Lexia. Rồi con này 350 luôn, bao ship cho anh chị luôn. Rồi luôn. Giá rẻ luôn anh chị ạ. Anh chị nào mà muốn bảo làm hàng cũ thì có thể liên hệ cho bảo nha. Bảo sẽ bán hàng cũ giá cực kỳ là tốt, nhưng mà giá tốt như thế này thì nó cũng không có cầm để thở bảo nó làm nha. Rồi con tiếp theo là con máy trà rung của thương hiệu DCA. 47. Con này là 47 nha anh chị. Con này bảo sẽ để anh chị là 450.000 bao ship cho anh chị nha. Con này là mới 100%, chưa sử dụng, khá là đẹp. Còn khóc một con ra anh chị ạ. À. Những con này là hộp nó cũng không có còn nguyên vẹn anh chị ạ. À. Hộp xấu quá à. Hộp xấu cực kỳ luôn. 48. Số 48 nha anh chị ơi. Rồi số 48 nha. Rồi. Số 48. Con này bảo sẽ để cho anh chị là 550 bao ship nha. Có lưỡi đầy đủ luôn. Lưỡi mới 100%. Lưỡi hàng ngon á. Mới toanh luôn. Về lâu cái này là thành hàng mới đó anh chị ạ. À.
về lau bụi bặm bụi sơn á là ra hàng mới luôn. Rồi 550 bao ship nha, có lưỡi nha. Rồi 49. Rồi con tiếp theo là con 49, bảo ghi số hết rồi nha. Cái miệng nó lỏng quá. Rồi. Con này hư rồi hả? Hồi chiều test chạy mà hư rồi bỏ qua. Rồi con cắt kìa. Con máy Matex cắt luôn. Matex xịn nè. Rồi con này Matex xịn nha chị. Con này là phụ kiện là full zin nhưng có cái đều hơi cũ thôi. Quay qua cho anh chị xem này. Táng nó ra rồi. Rồi con này là bảo sẽ để cho anh chị là 500.000 nha. Em vui cực kỳ nha, hàng xịn nha. Matex xịn, em vui. Nhưng có cái chưa vệ sinh những cái sơn này nè. Hàng xịn nha, một con duy nhất thôi. Số 48. 49. Rồi con này 500 bao ship nha. Rồi con máy mài, con này là con phay alu. Con này là hàng nội địa Nhật luôn, thương hiệu Matika. Con này là hàng da dày ở Đà Nẵng. Rất là bảo là có nhiều các chân khí là tăng 10 rất là nhiều. Nên là con này ăn rồi là khỏe lam rồi rất là nhiều nha chị. Con này là bảo để đăng chị là 400.000 bao ship cho anh chị luôn. Số 50 nha. Zin đầy đủ cho anh chị luôn. Hàng Makita chạy cực kỳ là êm luôn. Hàng này là bảo ngày trước quấn ruột á, nên là bảo giờ bảo bán luôn. Rồi con máy khò nha anh chị. Con máy khò này có 2 con. Rồi con máy khò này là bảo sẽ để cho anh chị là 150.000 bao ship cho anh chị luôn. 2 con thôi nha anh chị. 2 con hàng cũ. Con này là 2 con 51. Hai cấp số. 51, 52, hai cấp số. Rồi. Rồi tiếp theo là một con máy mài FEG cuối cùng. Con này một con duy nhất. Con này là 250.000 nha. 200 thôi. Chạy nó cũng không được ngon, nhưng hàng cũ về xài gia đình ok. Những con này là 200. Số xấu quá. 200 nha. Mình mua cái ruột của nó không cũng bằng tiền con máy này rồi anh chị à. Số bao nhiêu rồi? 51, 52, 53 rồi. Rồi. Con tiếp theo là con máy trà tường xả nhà bảo luôn. Đây. Hàng mới 100% luôn. Nhưng đem ra xài rồi. Giờ còn lau sơ sơ bán cho anh chị. Con này là con 54 nha anh chị. Con này là full phụ kiện hết luôn, đem ra xài rồi, thương hiệu Gel. Con này bảo sẽ để cho anh chị là 700 nha, một con duy nhất. Hàng xài rồi của nhà bảo nha, hàng xài rồi không phải là mua lại đâu, full phụ kiện, full dây dở đầy đủ hết. Con này bình thường bảo bán là toàn là 1.150.000 không này. Rồi, qua luôn. Rồi còn hai con bơm chìm này là hồi nãy bảo báo giá rồi. Anh chị nào có thể là tranh thủ mua nha, bảo sẽ đọc công suất của máy cho anh chị xem. Con đầu tiên là con này là 1 HP nha. Hàng nội địa Nhật. Công suất ghi HP rất là chuẩn nha, có lỗ để mình ra dây phao lúc mà nước có nước mà nó tự bơm luôn. Anh chị nào mà muốn ra dây phao cũng được thôi, nhưng mà cầm tiền cho bảo nha. Rồi con tiếp theo là con này là công suất cũng 1 HP, hai con, hai giá là 900.000 bao ship hai con nha. Rồi con này là giá là 900 hai con nha anh chị. Rồi còn hai con đầm dùi. Hai con đầm dùi hàng này là hàng mà cũ của bảo treo để bảo cho thuê không ạ. À? Con này là màu đỏ đây, con màu đỏ có dây có dở đầy đủ, bảo sẽ để anh chị là 350.000 bao ship cho anh chị luôn nha. Con thứ hai là con này là Masaki, con này thì mắc hơn một tí xíu. Con này là 400.000 nha. Có dây đầy đủ luôn. Rồi tiếp theo là còn ba con máy cắt sắt. Những con này là bảo không có thời gian bảo dọn lên nha. Con Ken này bảo sẽ để anh chị là 1 triệu nha anh chị. Con này là hàng chính hãng của thương hiệu Ken, dọn lên là nó đẹp lắm anh chị ạ. Con thứ hai, nếu mà anh chị chọn hai con là con thứ hai là con Matex, con này là 1 triệu mốt này, hàng chính hãng 100%. Hàng chính hãng nha. 1 triệu mốt bao ship cho anh chị, những con này là bao ship tới nhà rồi anh chị ạ. Xài cũng được, rồi ghim điện lên test luôn. Rồi con thứ ba là con máy cuối cùng, con này là 900. Con này cũng là đang là gắn lưỡi vào để nhà bảo xài không ạ. Có ba con duy nhất, ba con cuối cùng nha, là hết hàng rồi. Nếu mà anh chị nào mà thấy rẻ quá thì lên comment mua thêm thì bảo nhập về bán cho chị luôn. Rất là êm nha. Toàn là xài rồi nha. Xài rất là được. Còn con này thì nó sẽ ngon hơn rồi. Con này là hàng của những anh thợ đem ra bán. Con này là 1.100.000 nha, đó con này êm nè. Hàng xịn mà. Con này 1.100.000 nha. Rồi test con thứ ba.
hàng này con này đem ra cắt nhỉ. Rồi nếu anh chị nào mà muốn mua những sản phẩm hàng trưng bày, hàng cũ, hàng bài và những con máy cắt, máy giá rẻ của nhà Bảo đang còn thì có thể liên hệ cho Bảo nha, qua số điện thoại thì Bảo sẽ để bên góc trái màn hình nha. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video tại đây. Bảo cầm điện thoại nên nó hơi rung nha anh chị. Rồi chào anh chị nha.